Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua Đức phất cờ đầu tiên vì Ukraine, 28 nước ồ ạt trút đòn vào Nga Lữ đoàn mạnh nhất Ukraine với vũ khí Mỹ phản công rực lửa ở mặt trận Kharkov Quân Nga mất đất nhiều nơi, hàng loạt lính bị bắt sống Ukraine phóng hỏa lực tấn công sâu hơn 1.000 km vào lãnh thổ Nga, Du kích Ukraine vô hiệu hóa phòng không Nga ở Smolensk gần Moscow Ukraine xác nhận thử nghiệm thành công xuồng không người lái bắn tên lửa Tuyên bố sẽ có bất ngờ lớn cho Nga Trung Quốc phản ứng gắt với Anh liên quan Nga Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây Thiên ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) với 27 quốc gia thành viên đã tiến hành phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản thuộc sở hữu của Nga do xâm lược Ukraine. Các nước phương Tây đang tìm cách sử dụng số tiền này để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Kyiv nhằm chống lại Moscow. Vào ngày 28 tháng 4, hãng tin Bloomberg dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật cho phép chính quyền của nước này tịch thu tài sản của Nga bị nắm giữ ở Mỹ. Tối ngày 21 tháng 5 vừa qua, EU đã chính thức phê duyệt sử dụng các khoản lợi nhuận thu được từ tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine. Theo đó, lợi nhuận hàng năm của các tài sản Nga bị phong tỏa dự kiến từ 2,5 cho đến 3 tỷ euro và 90% số tiền thu về sẽ được sử dụng để mua vũ khí cho Kiev thông qua cơ chế hòa bình châu Âu EPF. 10% còn lại sẽ được chuyển vào ngân sách EU và được sử dụng cho mục đích tái thiết Ukraine. Vâng thưa quý vị, Liên minh châu Âu đang đóng băng khoảng 200 tỷ euro tài sản ngân hàng trung ương Nga nắm giữ tại EU. Hiện nay khoảng 90% tài sản của Nga ở EU đã được giữ tại công ty dịch vụ tài chính Euroclear, trụ sở ở Bỉ. Chỉ hai ngày sau khi có quyết định của EU, Đức trở thành quốc gia đầu tiên công khai tuyên bố đã sẵn sàng chuyển doanh thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga sang cho Kiev, chỉ chờ EU ra cơ chế khả thi. Nguồn tin riêng của Reuters từ Bộ Tài chính Đức khẳng định, nếu có một cơ chế khả thi về mặt pháp lý cho phép Đức tận dụng tốt hơn các dòng tài chính từ tài sản bị phong tỏa của Nga trong tương lai, thì chúng tôi chắc chắn đã sẵn sàng để làm điều đó. Đồng thời, Đức khẳng định chỉ tịch thu, thu nhập từ tài sản Nga bị phong tỏa, chứ không phải là số tài sản gốc. Lữ đoàn mạnh nhất Ukraine với vũ khí Mỹ phản công rực lửa ở mặt trận Kharkov. Quân Nga mất đất nhiều nơi, hàng loạt lính bị bắt sống. Một lữ đoàn dù tinh nhuệ được trang bị các phương tiện chiến đấu hiện đại của Mỹ đã dẫn đầu các cuộc tấn công. Các báo cáo chưa được xác nhận cho biết hàng chục binh sĩ của Nga đã bị bắt làm tù binh. Các báo cáo chính thức và nguồn mở cho biết hôm thứ Tư rằng, quân đội Ukraine phản công ở khu vực phía Bắc Kharkov đã thu hồi được những vùng đất bị mất và bắt giữ các tù binh chiến tranh Nga, nhưng giao tranh gay gắt ở thị trấn Pochan vẫn đang tiếp diễn. Cả nền tảng theo dõi trận chiến Deep State của Ukraine và Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Hoa Kỳ đều xác nhận rằng lực lượng Ukraine đã chiếm lại các tòa nhà và tiến vào thị trấn chiến trường cách biên giới Nga chưa đầy 5 km. Một báo cáo vào ngày 22 tháng 5 của ISW gọi tình hình ở thị trấn là năng động. Các báo cáo độc lập cho biết đã xảy ra các cuộc cận chiến và đấu súng dọc theo chiều dài của sông Vopcha, các qua phía đông và thị trấn phía tây và những mất mát về địa hình được đo bằng hàng chục mét. Lực lượng Ukraine kể từ hôm thứ Hai đã phát động các cuộc phản công cục bộ trong và xung quanh Vopchan, chiếm lại khoảng một nửa thị trấn và bắt giữ hàng chục tù binh Nga. Các nguồn tin đồng ý rằng lữ đoàn xung kích đường không số 82, kỳ cựu đang dẫn đầu các cuộc tấn công, được hỗ trợ bởi các đơn vị lực lượng đặc biệt từ quân đội và bộ chỉ huy quân đội biên giới. Trong bài phát biểu qua video ngày 22 tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết lữ đoàn 82 đã trở thành trụ cột của hệ thống phòng thủ ở khu vực Kharkov. Đoàn video do sư đoàn 82 công bố trên nguồn cung cấp dữ liệu tin tức của chính họ vào thứ hai và thứ ba cho thấy các xe bọc thép giữa quân Stryker do Mỹ sản xuất di chuyển qua các đường phố của Vopchan với tốc độ thần trọng và sử dụng chiến thuật đánh rồi bỏ chạy để tiêu diệt các mục tiêu có thể xảy ra bằng hỏa lực súng máy hạng nặng. Một bản tin của kênh truyền hình ICTV độc lập của Ukraine cho biết, lữ đoàn gần đây đã tiêu diệt hai đại đội của quân đội Nga một lực lượng thường có quân số từ 200 đến 300 người trong cuộc giao tranh trong thị trấn. Là một đội hình được thành lập ở vùng Chernivtsi rộng lớn, đa sắc độc, từ vùng viễn tây của Ukraine, lữ đoàn 82 được coi là một trong những đội hình chiến đấu mạnh nhất của lực lượng vũ trang Ukraine nhờ thành tích chiến đấu thành công kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Lực lượng này được trang bị mạnh mẽ với một số phương tiện chiến đấu mạnh mẽ nhất mà các đồng minh phương Tây của Ukraine đã gửi tới bao gồm xe tăng Challenger 2 của Anh và xe bọc thép giữa quân Stryker do Mỹ sản xuất. Cuộc tiến công của Điện Kremlin đã bị chặn lại và các đội hình tác chiến đô thị từ sư đoàn 82 đang di chuyển để truy quét thị trấn của bộ binh Nga. Đài truyền hình cho biết trong các cuộc phỏng vấn với các binh sĩ đơn vị, một người lính được xác định là Ivan nói với ICTV, chúng tôi đã thành công trong việc đẩy lùi lực lượng Nga ở nhiều nơi. Các nhóm trò chuyện và nền tảng thông tin do Ukraine điều hành theo dõi các quân nhân Nga chết và bị bắt đã chứng kiến sự gia tăng các báo cáo về binh sĩ bị bắt ở khu vực Kha Cốp kể từ giữa tháng 5, với hầu hết các tù binh mới được cho là trở thành tù nhân Ukraine ở Vovchan. Ukraine phóng hỏa lực, tấn công sâu hơn 1.000 km vào lãnh thổ Nga Tình báo Ukraine tuyên bố tấn công các cơ sở sản xuất của quân đội Nga ở Tatarstan bằng máy bay không người lái, khi Apple dẫn các nguồn tin tình báo quân sự Ukraine SUR cho biết máy bay không người lái UAV của Ukraine đã tấn công một số cơ sở sản xuất thiết bị quân sự ở Tatarstan, khu vực cách biên giới hơn 1.000 km vào chiều 23 tháng 5. Nguồn tin của SUR cho biết các máy bay không người lái tấn công đã được phóng tới Kazan và Nesnekhamsk, nơi nhiều công ty khác sản xuất các trang thiết bị cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Thưa quý vị, truyền thông địa phương đưa tin các nhân viên đang được sơ tán của các nhà máy, bao gồm nhà máy nhiệt điện Nizhnekam, Nizhnekam Carbon, Oksyntesis, Taneco, TAFNK, Nizhnekam Sketevkim và Nizhnekam Skina. Hồi tháng 4, tình báo Ukraine tuyên bố các UAV nước này đã tấn công các nhà máy chế tạo máy Gobunov ở Kazan, thủ phủ vùng Tatarstan. Nhà máy này chuyên sản xuất bệ phóng tên lửa và máy bay chuyên dụng trong đó có các máy bay ném bom Tu-22M3 và Tu-160M. Nhà máy cách Moscow gần 700 km và cách biên giới Ukraine hơn 1.200 km. Gần đây, trong bối cảnh thiếu hệ thống phòng không, Ukraine tăng cường các cuộc tập kích vào sâu lãnh thổ của Nga nhằm đến các mục tiêu bao gồm các quân sự và kinh tế như căn cứ quân sự, nhà máy lọc dầu. Đây được cho là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm làm gián đoạn nguồn tiếp tế của Nga cho chiến dịch quân sự đặc biệt làm suy yếu huyết mạch kinh tế nga đánh vào tâm lý của moscow ngoài ra chiến thuật này của kiev có thể nhằm khiến nga chuyển trọng tâm tấn công ukraine để lui về phòng thủ trong nước trong bối cảnh ukraine thiếu nghiêm trọng hệ thống phòng không trong hơn hai năm nga xâm lược ukraine không ngừng đẩy mạnh phát triển uav uav tầm xa được xem là giải pháp bù đắp cho việc kiev thiếu tên lửa tầm trung và tầm xa Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Alexander Kamishin cho biết UAV do Ukraine sản xuất hiện có thể bay quãng đường lên tới 1.250 km. Báo Bild của Đức đưa tin Ukraine đang phát triển máy bay không người lái mới có khả năng tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Với tầm bắn từ 2.500 đến 3.000 km, UAV này có thể tấn công các mục tiêu quân sự ngoài vùng lãnh thổ Uran. Trong một diễn biến khác, thống đốc khu vực Crimea ông Sergei Aksinov vào tối 23 tháng 5 thông báo, ít nhất hai thường dân của Nga đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine và Crimea. Khoảng 20 vụ nổ đã được báo cáo ở khu vực lân cận Simferopol vào khoảng 22 giờ 30 phút theo giờ địa phương. Cuộc tấn công dường như do bom chùm được phóng từ hệ thống attack MS tầm xa do Mỹ cung cấp. Thống đốc nói thêm rằng, một cơ sở thương mại gần thành phố Alushta đã bị tấn công và nhân viên cấp cứu đã được triển khai đến hiện trường. Crimea Bản đảo sắp nhập vào Nga năm 2014 thường xuyên trở thành mục tiêu trong các trận tập kích của Ukraine. Kiev nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại vùng lãnh thổ này, bất chấp cảnh báo cứng rắn của Moscow. Du kích Ukraine vô hiệu hóa phòng công Nga ở Smolensk gần Moscow Lực lượng du kích Ukraine đã thực hiện công việc phá hoại tại một trong những khu định cư của Smolensk ở Nga, ở đó, họ phá hủy tủ viễn thông của một tháp truyền thông. Điều này được báo cáo bởi phong trào du kích Theo các lực lượng của ATEX, thông tin liên lạc đã bị phá hủy tại khu định cư Stalitki gần Smolensk. Do thiết bị bị hư hỏng, hệ thống liên lạc của hệ thống phòng không Nga thuộc lữ đoàn tên lửa phòng không số 49 của lực lượng vũ trang Nga đặt trên tòa tháp này đã ngừng hoạt động do hoạt động của các du kích ngầm trong khu vực sự ổn định của hệ thống kiểm soát quân sự có thể đã bị gián đoạn ngoài ra việc mất liên lạc ở đó sẽ làm suy yếu hệ thống phòng không điều này sẽ giúp có thể tấn công các cơ sở quân sự của quân khu moscow một cách hiệu quả hơn nhóm ates cho biết thêm chúng tôi dự kiến sẽ có một số máy bay không người lái không xác định xuất hiện trong khu vực Ukraine xác nhận thử nghiệm thành công xuồng không người lái bắn tên lửa, tuyên bố sẽ có bất ngờ lớn cho Nga. Theo SBU đưa tin, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine SBU, Trung tướng Vasyl Makyuk xác nhận rằng xuồng không người lái CPB của Ukraine được trang bị hệ thống tên lửa phóng loạt Grad. Theo ông, cơ quan này lần đầu tiên sử dụng CPB được trang bị Grad vào tháng 12 năm 2023. Tướng Maliot cho biết việc sử dụng xuồng không người lái chiến đấu trên mặt nước của hải quân là một cuộc bốc mới trong lịch sử các trận hải chiến, nhưng chúng tôi đã tiến xa hơn nhiều và hiện nay chúng đang điều chỉnh thành công các loại vũ khí khác nhau do UAV của mình. Chúng tôi sẽ không tiết lộ mọi chi tiết để không tạo cơ hội cho đối phương chuẩn bị. Ông nói thêm rằng, hiện tại một trong những mục tiêu ưu tiên là cầu Crimea, nơi đã bị SBU tấn công hai lần. Tướng Malia kết luận, có rất nhiều điều bất ngờ ở phía trước, Hãy tin tôi, SBU và tất cả lực lượng phòng vệ sẽ không làm các bạn thất vọng. Cùng nhau chúng ta phải năng động tiến tới chiến thắng, vì sức mạnh của chúng ta nằm ở sự đoàn kết. Trung Quốc phản ứng gắt với Anh liên quan Nga Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đáp trả các vụ Anh cáo buộc Bắc Kinh gửi vũ khí sát thương cho Nga, kêu gọi London ngừng châm thêm dầu vào lửa. Theo cổng thông tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vào ngày 23 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng Anh và các đồng minh nên ngừng châm dầu vào cuộc chiến ở Ukraine thay vì đổ lỗi cho người khác. Ông Uông cho biết, Bắc Kinh lên án chiến dịch của các chính trị gia Anh nhằm bôi nhọ vô căn cứ và vô trách nhiệm chống lại Trung Quốc. Ông Uông cho biết, chính Anh, chứ không phải Trung Quốc, đang đổ thêm dầu vào lửa trong vấn đề Ukraine. Ngay từ hai năm trước, Nga và Ukraine đã gần đạt được thỏa thuận chấm dứt xâm lược. Nhưng chính xác là vì những rào cản do Anh và các bên khác đặt ra khiến cho cuộc xâm lược vật tiếp diễn cho đến ngày nay. Ông Uông kêu gọi London suy nghĩ lại về vai trò của mình trong cuộc chiến thay vì tấn công Trung Quốc mà không có lý do. Ông Uông nhắc lại rằng Bắc Kinh luôn đứng về phía hòa bình và đối thoại, đồng thời cam kết Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xâm lược. Phát nguồn của ông Uông được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps nói rằng có thông tin tình báo cho thấy Trung Quốc đã hoặc chuẩn bị cung cấp cho Nga viện trợ sát thương để sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine. Theo hãng tin Reuters, phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày tại tòa bạch ốc vào hôm 22 tháng 5, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết Washington chưa thấy bằng chứng nào về việc Trung Quốc trực tiếp cung cấp vũ khí cho Nga tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại